Tại sao sao Dinh Vương không còn nằm trong hệ mặt trời? Trước đây đã có một thời gian chúng ta được biết hệ mặt trời có tới 9 hành tinh. Theo thứ tự xa dần đó là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và cuối cùng là sao Diêm Vương. Nhưng trong nhiều năm trở lại đây, đa số những nguồn thông tin tiếp cận về thiên văn học, không gian ngoài trái đất thì hệ mặt trời chỉ còn 8 hành tinh. Kể từ khi được phát hiện năm 1930 cho tới tận năm 2006, sao Diêm Vương vẫn được tính là hành tinh thứ 9. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 8 năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã lần đầu tiên định nghĩa hành tinh. Định nghĩa này không bao gồm sao Diêm Vương, nó bị xếp loại là một hành tinh luôn. Sau đó sao Diêm Vương được thêm vào danh sách các tiểu hành tinh và không còn được xếp là một hành tinh chính thức trong hệ mặt trời như 8 hành tinh còn lại. Tại sao lại như vậy? Điểm qua vài nét về sao Diêm Vương. Sao Diêm Vương cách xa mặt trời từ 30 đến 49 đơn vị thiên văn, hay tương đương từ 4,4 đến 7,5 tỷ km. Sở dĩ có độ chênh lệch lớn như vậy là do nó có quỹ đạo hình elip giác với độ lệch tam lớn và rất nghiêng, nên khoảng cách ở vị trí gần nhất và vị trí xa nhất với mặt trời là rất lớn. Sao Diêm Vương có đường kính 2.376,6 km, nhỏ hơn rất nhiều đường kính trái đất và thậm chí nhỏ hơn cả đường kính của mặt trăng. Khối lượng chỉ tương đương 0,02 lần trái đất và 0,177 lần khối lượng mặt trăng. Phân tích phổ quang bề mặt sao Diêm Vương cho thấy nó có thành phần gồm hơn 98% băng nitơ cùng với các dấu hiệu của metan và carbon monoxide. Thành phần bên trong của nó được cho là gồm khoảng 50-70% đá và 30-50% băng. Những nghiên cứu cho rằng quỹ đạo elip giác của sao Diêm Vương có ảnh hưởng lớn đến khí quyển của nó. Khi chuyển động ra xa mặt trời, bầu khí quyển sẽ bị đóng băng dần và rơi trở lại bề mặt. Khi đến gần mặt trời hơn, nhiệt độ bề mặt tăng lên, băng trên bề mặt thăng hoa thành khí. Quá trình này làm lạnh bề mặt của sao Diêm Vương. Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 8 năm 2006, hàng ngàn nhà thiên văn học và khoa học thuộc Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã gặp nhau tại Praha, Cộng hòa Séc để thảo luận về định nghĩa hành tinh. Đến ngày 24 tháng 8, theo nghị quyết được thông qua, ba tiêu chí để một thiên thể được coi là hành tinh trong hệ mặt trời như sau. Thiên thể phải có quỹ đạo quanh mặt trời và bản thân nó không phải là một ngôi sao. Thiên thể phải đủ lớn để lực hấp dẫn của chính nó tạo cho nó dạng cân bằng như hình cầu. Thiên thể phải có không gian tách bạch trong quỹ đạo quay của mình mà không bị chi phối nhiều bởi những thiên thể hay tiểu hành tinh khác. Sao Diêm Vương không đáp ứng được tiêu chí thứ ba vì nó không thể dọn sạch các vật thể khác khỏi vùng lân cận quỹ đạo như các hành tinh lớn khác đã làm. Chính vì có kích thước không lớn và chịu lực hấp dẫn tác động của nhiều vệ tinh và thiên thể xung quanh nên làm cho sao Diêm Vương có quỹ đạo quay khác thường so với các hành tinh còn lại. Thậm chí quỹ đạo quay rất dẹt của sao Diêm Vương còn cách quỹ đạo quay của sao Hải Vương. Vì thế sao Diêm Vương chỉ được công nhận là hình mẫu cho một loại thiên thể mới gồm các thiên thể phía ngoài sao Hải Vương và được xếp loại là một hành tinh luôn. Tuy nhiên, sau đó đã có không ít tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng thiên văn học. Một số nhà khoa học cũng phản đối về cách phân loại này. Họ cho rằng định nghĩa này không khả thi và sai cơ bản về mặt khoa học. Vì nếu như vậy thì cả trái đất, sao Hỏa, sao Mộc và sao Hải Vương sẽ không phải là hành tinh vì quỹ đạo của chúng vẫn còn nhiều tiểu hành tinh và thiên thể chưa được dọn sạch. Và tất cả các vệ tinh lớn dạng cầu, bao gồm cả mặt trăng của trái đất cũng nên được gọi là hành tinh. Một số thành viên khác cũng không đồng tình với sự thay đổi đó, dẫn đến những bất đồng trong cộng đồng khoa học về vấn đề này. Và họ vẫn duy trì sự hiểu biết về sao Diêm Vương như một hành tinh, bất chấp những nghị quyết trong định nghĩa hành tinh đã được thông qua của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế.